Đừng nhìn ở góc độ hạn hẹp của những tu sĩ Phật giáo phát triển hiện giờ mà đánh giá giá trị đạo Phật thì rất là oan uổng. Những tu sĩ hiện giờ đang sống trong các chùa là những tu sĩ bị thế tục quá hoặc bị bà la môn quá. Họ dùng những danh từ rất kêu Phật giáo phát triển, chuyên sống làm nghề cúng bái, tụng niệm, thuyết giảng và làm những việc mê tín, kêu gọi Phật tử đóng góp xây các chùa tháp hàng tỷ tỷ bạc, và còn kêu gọi Phật tử đóng góp tiền của thực phẩm để tạo danh làm việc từ thiện cứu trợ xã hội. Nhưng chính bản thân của những tu sĩ này cũng chưa bỏ ra một xu cứu trợ ai hết, làm từ thiện miệng, nhưng họ cũng sống và tiêu phí tiền từ thiện của người khác. Nếu theo đúng nghĩa của một tu sĩ Phật giáo thì không nên làm những việc này, vì chính bản thân của họ là kẻ đi ăn xin của Phật tử, thì tiền đâu mà cất chùa to, xây tháp, đúc chuông, tượng Phật lớn, và tiền đâu cứu trợ đồng bào bất hạnh. Nếu quý thầy có cơ sở làm kinh tế thì quý thầy cứu trợ là phải, nhưng nếu quý thầy có cơ sở làm kinh tế thì quý thầy không phải là tu sĩ đạo Phật. Vì chánh nghiệp của đạo Phật là hạnh đi xin ăn để ly dục, ly ác pháp, tức là từ bỏ và xa lìa danh lợi và các ác pháp thế gian. Người tu sĩ Phật giáo chân chánh luôn luôn chỉ biết lấy một cuộc sống đạo đức hiền thánh làm gương hạnh đạo đức để cho mọi người noi theo. Nhờ thế mọi người mới có đạo đức, nhờ sống có đạo đức họ mới thấy được tâm hồn thanh thản an vui và mới xứng đáng làm người, không làm khổ mình khổ người. Nhờ có noi gương theo thánh hạnh đạo đức của những bậc chân tu, con người không còn làm khổ cho nhau. Họ luôn luôn xây dựng tạo nên một xã hội lành mạnh tốt đẹp, có một đời sống tâm hồn cao thượng, biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Đạo đức của đạo Phật không phải là một thứ đạo đức miệng, cũng không phải là một thứ đạo đức anh hùng cá nhân gọi là đạo đức quân tử, mà từ xưa đến giờ quý vị đã từng gặp những loại đạo đức này trong kinh sách Khổng giáo. Đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người, đó mới thật sự là đạo đức của Phật giáo, đạo đức của mọi người. Hầu hết quý vị chưa bao giờ biết đến thứ đạo đức này, nhưng quý vị đã từng sống với nó chút ít vì lương tâm của con người. Tại vì quý vị chưa biết rõ nó nên chưa sống trọn vẹn mà thôi. Đạo Phật hiện giờ là đạo Phật của Bà La Môn giáo. Đạo Phật bị thế tục quá, chứ không phải là đạo Phật chân chánh, nguyên thủy, nên nó chuyên làm việc mê tín, cúng bái, tán tụng, ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú, yếm bùa, trừ tà ma, tạo thần thông trị bệnh, lừa đảo người bằng nhiều hình thức khác nhau, nên thỉnh thoảng công an phát giác ra được truy tố tội ác của những vị sư thầy này. Họ chỉ biết lừa đảo, gợi lòng tham của người Phật tử bằng những danh từ phước báo như tụng kinh, niệm Phật, trì chú được phước báo thông minh, bố thí cúng dường được phước báo giàu sang, hạnh phúc, chân dân. Đó là những danh từ lừa đảo, lừa gạt của giáo pháp này để gợi lòng tham được thông minh, tham được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi và được giàu sang. Do gợi đúng lòng tham này, người Phật tử mới cúng dường nhiều tiền của vàng bạc châu báu để xây chùa to Phật lớn. Nhờ đó quý thầy mới làm danh làm giàu với thiên hạ, ai trông thấy cũng phải kính nể. Sự thật trong kinh Đức Phật đã dạy, người cư sĩ bố thí cúng dường sẽ được phước báo, nhưng không bằng giữ giới luật, phước báo sẽ nhiều hơn. Lại có một bài kinh khác Đức Phật dạy, cúng dường bố thí phải đúng chánh pháp, không đúng chánh pháp như đem hạt giống tốt gieo trên đất cằn cỗi khô xấu. Rõ ràng ở đây ý của Đức Phật muốn dạy chúng ta nên giữ gìn đạo đức giới luật sẽ được phước báo nhiều hơn là bố thí cúng dường đúng pháp. Bố thí cúng dường đúng pháp chỉ có phước báo nhỏ đó là phước báo tổ lậu, tức là trong phước báo vẫn có sự đau khổ, chứ không phải là phước báo lớn, phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu là do biết giữ gìn đạo đức giới luật, tức là không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là một đạo đức nhân bản của con người chung sống trong một xã hội, đem lại cho đời sống của mỗi con người một sự an vui, hạnh phúc, hòa hợp, đoàn kết. Không còn người này chà đạp lên người kia, xâu xé nhau vì miếng cơm manh áo. Đó là phước vô lậu. Như chúng tôi đã nói ở trên, phước vô lậu là phước báo không có sự khổ đau. Người tu sĩ đạo Phật chỉ cần làm gương đạo đức như vậy, tức là thực hiện phước vô lậu. Thực hiện phước vô lậu là làm lợi ích cho xã hội rất lớn.
thì thử hỏi bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, vân vân, có làm lợi ích bằng những tu sĩ này hay không? Còn cúng dường bố thí không đúng chánh pháp như cúng dường xây chùa to, đúc Phật lớn hoặc đúc chuông thì chẳng có phước báo nào cả, mà còn phí công đức là khác nữa. Lần lượt chúng tôi sẽ lật ngược lại những trang sử thời nhà Lý và nhà Trần ở nước Việt Nam của chúng ta. Thời nhà Lý và nhà Trần, Phật giáo rất hưng thịnh, vua quan là tu sĩ Phật giáo nên xây dựng rất nhiều chùa to Phật lớn và đúc chuông đồng vĩ đại, làm hao tốn tiền của dân chúng biết bao. Thế mà nhà Lý và nhà Trần được những phước báo gì? Hay là một sự khổ đau tranh quyền tranh lợi, giết hại lẫn nhau, và cuối cùng cũng chỉ làm vua mấy triều đại mà thôi, và những dòng họ này cũng bị diệt mất. Vậy mà bảo rằng cúng dường bố thí xây chùa to Phật lớn, đúc chuông tạc tượng là được phước báo vô lượng, thì đây không phải là sự lừa đảo hay sao?